Đài Bắc. Và hôm nay mình sẽ mình đang đến cái chỗ đây là cái gì nhỉ? Đạm Thủy. Và hôm nay bọn mình sẽ được một vòng đi xung quanh, đi tham quan Đạm Thủy nhá. Bây giờ mọi người hãy đi theo mình. Em ơi, nói chung là Đài Loan nóng lắm các cậu ạ. Đừng ai đi vào cái mùa hè này như mình. Nóng một cách kinh khủng khiếp luôn. Mùa hè giữa trưa vậy. Hôm nay vì quá mệt, có nóng hôm qua đi chơi quẩy nhiều quá mà 2 giờ chiều mình ngủ dậy. Xong rồi mình phải đi ăn đồ, hôm nay mình đi ăn đồ Việt Nam các cậu ạ. Vì thực ra đây là lần thứ 6 mình đi Đài Loan rồi ý. Nên là hầu như tất cả các món ở Đài Loan mình đã ăn hết rồi. Nên là hôm nay kiểu bị thèm đồ Việt Nam ý. Nên là mình đi ăn đồ Việt Nam. Và bây giờ mình vừa ngồi tàu và đi Đạm Thủy. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi tham quan một vòng Đạm Thủy sẽ có cái gì không nhá. Bọn mình đang đi kiểu mua cái bắn bong bóng này các cậu ạ. Kiểu tìm về tuổi thơ ấy. Trước mặt chúng mình đang là hồ Đạm, sông Đạm Thủy các cậu ạ. Kiểu ôi gió mát lắm, mình đi ra đây vào này nhé, sông này nhé. Ôi kiểu đi ra được khỏi cái nóng của Đài Bắc ấy, của Thái Bay, xong rồi kiểu ra đây mát ơi là mát luôn ý. Gió tông anh. Bây giờ đi ngắm đi, ngắm cảnh đi. Ôi mát quá. Cẩn thận xà phòng vào mồm bây giờ. Chút thiểu năng anh trưởng. Cẩn thận xem đạp kìa. Xinh quá. Kiểu lâu lắm mới được chơi với cái trò kiểu như này ý. 20 minutes later. Sau khi đi một vòng tìm xe mọi người ạ, chúng mình đã tìm được cái chỗ cho thuê xe điện này. Yeah, đi. Bây giờ chúng mình sẽ đi quẩy bằng xe điện. Đây, con xe điện mà chúng mình thuê đây. Và đây là cái kiếm của mình. Con xe điện này mọi người thuê 2 tiếng đầu thì sẽ là 700 đài tệ. Có 600. Và thuê đến từ những tiếng tiếp theo thì sẽ là 100. Nói chung là mình thấy là khá ok so với cái thời tiết này phải đi bộ đây. Chúng mình sẽ đi xe xong rồi kiểu hóng gió các thứ. A few moments later. Đấy. Ui. Bon trên đường luôn. Yeah. Ui. Hai bên đường. Bon trên đường luôn mọi người ạ. Yeah. Đây là cái kiểu như là cái khu gì đây, khu mọi người đi bộ à? Ủa mình có được đi vào đây không? Không biết, đang đi. Chắc phải được thế hả? Hai bên đường này đã có rất nhiều hàng ăn này mọi người. Thì chúng mình sẽ quay trở lại và đi khám phá thêm đây có những cái gì ăn. Thêm việc phải đi hóng gió trước đã. Nếu muốn đi tiếp thì cho thêm tiền, 30 tệ.
rồi. Mà cái thời gian lúc nãy bạn ở chỗ kia phải nói mai 2-3 phút rồi. Ngã đi sao? Đi về Seoul đi các cậu ơi. Lái về Seoul thôi. Lái nó về Seoul thôi. Seoul làm gì có cái con khủng long chất như này. Tóc tai gió quất tóc tung tóe các cậu ạ. Nói chung là kiểu ở đây mát dã man luôn, trong ngoài gió kia các thứ ấy. Trời ơi, tôi không muốn về đâu, không muốn về lại Hàn Quốc đâu. Đang ngồi đây không biết là có ngắm được hoàng hôn không nữa, nhưng mà kiểu đúng là ngồi hóng được gió biển đây xong rồi. Bây giờ mình mà mỗi con có mực và một khay bia ở đây chắc là ngồi đến tối luôn đấy nhở. Ngồi đến tối luôn. Đằng sau mình là cái cầu tình yêu kìa. Đấy, cái cầu tình yêu đấy. Đấy, mọi người đến Đạm Thủy thì phải đi ra đến chỗ này nhá. Nhớ là thuê xe chứ đừng đạp xe đạp ra đây. Thuê xe điện mà đi nhá. One hour later. Chúng mình vừa đi từ đoạn ở biển về mọi người. Bây giờ sẽ đi vào một cái quán bánh. Cái quán bánh này bạn mình bảo là nổi tiếng lắm và ngon lắm. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhá. Mình quay một vòng mọi người đấy. Ui trông đẹp, ở trông đẹp dã man ý. Ở đây cái hộp bánh cũng đẹp đó mọi người ạ, nhìn này. Nhìn xinh dã man ý. Một hộp này là 380 này. 380 đại tệ. Đó. Ui xinh quá. Như cái hộp này thì là 400. Cái này chắc là kiểu hộp giấy thôi nhỉ. Cái này là 300, 320. Nói chung là khá là đẹp luôn ấy. Đây. Bên này có chữ ký, đây có chữ ký của người nổi tiếng à? Chữ ký trang kìa. Mamamoo đã từng ăn bánh này các cậu ạ. Nhìn này. Ui. Đó. Tức là nó rất là nổi tiếng. Chúng ta phải mua quà về. Mình đang phân vân giữa hộp này hoặc là cái hộp này. Hộp này thì là bánh mặn này. Hộp này thì là ngọt này. Đó. Mà cái hộp này xinh quá. Cái hộp này mà mang đi biếu. Ở một hộp này. Thanh kia mình vừa mua cái các cậu kìa. Đấy. Sau khi mà đắn đo một lúc ở trong ấy thì mình đã mua hai hộp bánh. Hai hộp original, cái hộp mà bao nhiêu đây, chả nhớ giá nữa. Cái hộp bánh mà lúc đầu mình đẹp theo khen đẹp ấy. Thì mua về làm quà chứ. Bây giờ chúng mình sẽ đi khám phá tiếp Đạm Thủy nhá. Mệt quá các cậu ạ. Hành trình khám phá Đạm Thủy của bọn mình kết thúc tại đây. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đi về lại trung tâm của Đài Loan ấy. Xong rồi bọn mình sẽ đi ăn tối và đi về thôi. Vì là quá mệt rồi, kiểu nóng ấy xong rồi. Kiểu như là đi ra gió biển trong trời nắng nó cứ đau hết cả đầu luôn ấy. Nói chung là bây giờ bọn mình sẽ về đi ăn tối nhá. Bọn mình sẽ đi ăn thì chỉ đưa các bạn đi cùng. Hẹn gặp lại mọi người nhá. Sau khi ngồi khoảng 30 phút, chúng mình đã về được lại trung tâm của Đài Bắc. Và bọn mình thì định đi ăn cái gì nhỉ? Dim sum các thứ, nhưng mà cái quán dim sum ngon mà bạn mình dẫn đi ấy, thì nó lại đóng cửa, nên là bọn mình đã đi ăn cơm gà, đi ăn cái quán cơm gà ngay gần đấy. Thôi giờ đói lắm, không phải chịu. Đây là hai phần cơm gà của mình giống nhau mà đúng không? Giống nhau. Ở đây có một quả trứng này, đây là rau bắp cải này. Gà này có hai con nước sốt gì đây, ớt với cả cái gì, ớt xanh à? Không biết nữa. Đó. Bây giờ phải chén thôi. Đói lắm rồi. Đây. Bữa tối của mình đây, cơm gà. Ôi, mùi thơm ấy. Ừ. Ê, cái nước ớt này giống mùi nước chấm ốc. Ừ. Thơm ấy. Cái quán này có nổi tiếng không? Không biết, nhưng mà tuần nào mình ra đi ăn thì công ty mình gần. Canh chỗ để xem có quạt không mọi người ạ, nhưng mà nóng quá. Ui. À. Ngon đấy. Nói chung là cái thời tiết nóng nóng của bọn Đài Loan này không thể ăn được mấy cái xiên nướng ở ngoài đường. Thì gà đây là ngon đấy. Gà mềm á, không bị gà gà mềm, không bị khô. Ở đây có một cái bách nước canh luộc gà, canh rau gì? Canh gà.
cay ấy. Ừ, cay. Mà ngon. Người con này bao nhiêu đồ uống? Một bát là 3 tiền. Bao nhiêu nhau? 170 sao ấy? Một bát cơm gà như này khoảng 170 đài tệ. Nói chung là không đắt. Mình thấy mọi ăn mọi thứ ở Đài Loan đều rẻ. Hoặc là tại mình ấy, con người đi từ Seoul sang lên là thấy thế. Đi đâu thấy rẻ. Hai quả trứng này dùng trứng bắc thảo ấy. Mùi trứng mùi thuốc bắc hay nào ấy. Trứng này á, có giống như mùi trứng bắc thảo. Nghe trứng ăn okay. 20 minutes later. Vừa ăn xong bát cơm gà này các cậu ạ. Ôi nhìn nó tưởng ít nhưng mà nó nhiều không tưởng, mà kiểu cả hai người ăn vẫn đủ luôn đấy. Mình không ăn được hết tại vì vừa nóng với cả nó oi ấy. Cả người cảm giác nó mệt mệt nữa. Ôi. Kiểu đúng là đi du lịch vào cái mùa hè ấy. Sợ thực sự luôn. Nói chung là cái ngày thứ hai của mình ở Đài Loan kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé. Bye bye, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé.